Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Đảng bộ huyện Quảng Ninh quán triệt chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị. Tăng cường các giải pháp quản lý thuế. Quảng Bình đẩy mạnh tinh giản biên chế. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 20 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị, các chỉ thị, kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Các cán bộ chủ chốt trong toàn huyện được quán triệt những nội dung của chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chỉ thị số 34 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kế hoạch số 128 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 94 của Huyện ủy Quảng Ninh về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ đảng bộ bộ phận trực thuộc các đảng ủy cơ sở tổ chức không quá một ngày, bắt đầu từ tháng 12 năm 2019, hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2020. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở tổ chức ngày 30 tháng 4 năm 2020. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Quảng Ninh tổ chức không quá 3 ngày, hoàn thành trong quý 2 năm 2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu tháng 2 năm 2020. Tiểu ban văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tiến hành phiên họp thứ nhất. Phiên họp đã thông qua và nhất trí phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tiểu ban chuẩn bị văn kiện, kế hoạch và lộ trình xây dựng văn kiện để trình Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Việc chuẩn bị các văn kiện đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ 24 có nghĩa quan trọng, đảm bảo chặt chẽ và có tính khái quát cao, bố cục khoa học hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân Lệ Thủy trong nhiệm kỳ tới. Hôm qua ngày 20 tháng 9, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế. Thực hiện nghị quyết số 02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế, đến nay cả nước có 30 bệnh viện triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Thanh toán điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chi trả các hoạt động giao dịch, mua bán mà không dùng tiền mặt thông qua các hình thức như chuyển khoản, thẻ tín dụng, thẻ nội địa, ví điện tử. Ứng dụng di động đã được chứng thực và được sự bảo đảm của ngân hàng. Việc thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều lợi ích như an toàn, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian. Hiện nay, 100% dân số Việt Nam là đối tượng được chăm sóc sức khỏe của ngành y tế, thì có 75% người dân trên 15 tuổi đủ điều kiện có tài khoản ngân hàng và tham gia thực hiện các giao dịch điện tử không dùng tiền mặt trong xã hội. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai thành công thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về sự cần thiết của việc thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thu viện phí, các giải pháp đẩy mạnh thanh toán điện tử, hướng dẫn triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhận nút khai trương cổng hỗ trợ giao dịch điện tử y tế và ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển vừa phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo khởi động dự án nâng cao nhận thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý đối với các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho phụ nữ, trẻ em, vị thành niên là người dân tộc thiểu số tại huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa. Dự án nâng cao nhận thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý đối với các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho phụ nữ, trẻ em, vị thành niên là người dân tộc thiểu số tại huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa được triển khai tại 15 thôn bản của 5 xã gồm Thượng Hóa, Hòa Sơn, Trung Hóa, Dân Hóa, huyện Minh Hóa và xã Lâm Hòa, huyện Tuyên Hóa. Dự án được tiến hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Hội thảo khởi động mở đầu cho chuỗi các hoạt động sắp tới như tập huấn nâng cao năng lực kỹ năng tư vấn, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ cơ sở, thành lập và vận hành các câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật hôn nhân gia đình, triển khai kế hoạch truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến pháp luật. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những giải pháp
hướng đến các mục tiêu như có khoảng 1.000 phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số được tiếp cận các nguồn lực từ dự án nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật. 80% người dân trong vùng dự án có cơ hội và tiếp cận tốt các dịch vụ tư vấn trợ giúp pháp lý. Tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm sau giảm so với năm trước. Thời gian qua, ngành thuế Quảng Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, đẩy mạnh công tác quản lý nợ đồng thuế, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chây y nợ thuế và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Việc cưỡng chế nợ đã được thực hiện đối với những đối tượng có khoản nợ quá 90 ngày, đồng thời ban hành 327 quyết định cưỡng chế để thu hồi nợ đồng thuế, trong đó cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản 274 trường hợp và thông qua hóa đơn không còn giá trị sử dụng 51 trường hợp, đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh 2 trường hợp. Cục thuế cũng đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện khấu trừ tài nguồn đối với số tiền nợ thuế của các đơn vị xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách, thực hiện thu nợ đồng thuế qua công tác hoàn thuế, công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đầu năm đến nay, số tiền toàn ngành thuế đã thu nợ và cưỡng chế nợ thuế là gần 200 tỷ đồng. Thời gian qua, các cấp hội nông dân ở Quảng Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trên địa bàn cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo vùng nông nghiệp nông thôn. Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, vận động hội viên tích cực phát huy nội lực, tu sửa các công trình nông thôn mới và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào xây dựng làng bản tiểu khu văn hóa, gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, hội nông dân Quảng Bình đã phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai xây dựng mô hình hội viên nông dân hưởng ứng tham gia chiến dịch khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời hỗ trợ 60 thùng đường rác cho hội viên nông dân. Riêng trong quý 3 năm 2019, Hội Nông dân huyện Bố Trạch vận động nhân dân đóng góp xây dựng sửa chữa làm mới 12 tuyến đường với 5 km đường giao thông nông thôn và nội đồng. Hội Nông dân các huyện Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn đã triển khai tốt đề án thu gom rác thải, bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, đồng thời tiếp tục vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện xây dựng đường mẫu, vườn mẫu, các tuyến đường đô thị xanh, sạch đẹp và văn minh. Tận dụng thế mạnh về điều kiện tự nhiên và sự hỗ trợ của cả cấp các ngành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch đã tập trung thực hiện có hiệu quả hai tiêu chí hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, xã Nam Trạch đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Bố Trạch mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, khuyến khích người dân phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, mở rộng thương mại dịch vụ và chủ trọng công tác xuất khẩu lao động. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã Nam Trạch giảm còn 2,65%, thu nhập bình quân đầu người toàn xã là gần 45 triệu đồng mỗi người một năm. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Quảng Ninh vừa phối hợp với Hội khuyến học huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức lễ trao học bổng Vì em hiểu học năm 2019 cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đây là lần thứ 6 chương trình trao học bổng Vì em hiểu học được triển khai ở tỉnh Quảng Bình. Tại huyện Quảng Ninh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã trao tặng học bổng cho 40 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên học tốt của các trường tiểu học và trung học cơ sở ở các xã vùng núi, bãi ngang, xã khó khăn gồm Trường Sơn, Duy Ninh, Hiền Ninh và Hải Ninh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Thực hiện chương trình tiếp xúc đến trường năm học 2019-2020, Hội khuyến học tỉnh vừa phối hợp với công ty Ocelip để trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở xã Sơn Trạch, xã Phúc Trạch và xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, trường tiểu học, trung học cơ sở xã Tân Hòa, huyện Minh Hóa và trường trung học phổ thông huyện Minh Hóa, trường tiểu học, trung học cơ sở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa. Đoàn cũng đã đến trao học bổng cho các em học sinh tại các trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, trung học phổ thông Lê Lợi, trung học phổ thông Lê Trực và trường trung học phổ thông Phan Bội Châu với tổng số 385 suất học bổng trị giá 385 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Osiris tài trợ 355 triệu đồng, quỹ khuyến học tỉnh Quảng Bình 30 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bộ máy hành chính ở các địa phương, cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Bình, về cơ bản đã có sự chuyển biến theo hướng tinh gọn, thống nhất. Thực hiện nghị định số 39 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2770
ngày 13 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và quyết định số 2557 về việc điều chỉnh số lượng lộ trình tinh giản biên chế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2021 nhằm đảm bảo tỷ lệ tinh giản tối thiểu mỗi năm đạt 1,5% và đến năm 2021 là 10,5%. Biên chế công chức và số lượng người làm việc theo quy định. Theo đó, đến năm 2021, toàn tỉnh phải tinh giản 2.683 biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng từ cấp huyện trở lên, bao gồm biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên 209 biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 2.421 người, cán bộ công chức cấp xã 376 biên chế, hợp đồng theo nghị định số 68 của Chính phủ 53 người. Có thể nói rằng tức là cái nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về thực hiện về tinh giản biên chế đã được triển khai ngay từ năm 2015 dưới cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh, thì ngành nội vụ đã nhanh chóng triển khai, tham mưu triển khai ngay và nó thực hiện rất là rộng trong tất cả các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh. Và tại thời điểm này thì có thể nói rằng tức là cái nhiệm vụ về thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh ta đã đạt được cái yêu cầu của nghị quyết. Theo báo cáo từ Sở Nội vụ Quảng Bình, từ năm 2015 đến năm 2019, số lượng biên chế công chức từ 1.988 người còn 1.800 người, giảm 188 người. Biên chế sự nghiệp từ 23.173 người còn 22.162 người, giảm 1.011 người, tương đương 5,8%. Và hợp đồng theo nghị định 68 giảm 46 người. Theo cái quy định thì từ năm 2015 đến năm 2021 chúng ta phải đạt là 10,5%. Và hiện tại tại thời điểm này thì có những con số đối với giảm công chức thì chúng ta đã đạt đến 9%. Đối với cái biên chế viên chức thì chúng ta đã giảm được 6%, tức là theo yêu cầu, đạt theo yêu cầu. Như vậy so với cái chung của toàn quốc thì tỉnh ta cũng nằm trong cái top là cái tỉnh thực hiện cái tinh giản biên chế đạt khá trong toàn quốc. Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, hoàn thành mục tiêu tinh giản 10,5% biên chế và số người làm việc theo quy định vào năm 2021. Trong đó, việc xác định vị trí việc làm, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ sẽ là một trong những nội dung quan trọng để khắc phục tình trạng nơi thì thừa, nơi thì thiếu cán bộ, nhằm tiến tới xây dựng một nền hành chính hiệu lực và hiệu quả. Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra PC02, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo về việc truy tìm tung tích nạn nhân. Vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9 năm 2019, tại km 615 cộng 848 đường sắt thuộc địa phận thôn An Bình, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, người dân phát hiện một thi thể có đặc điểm, giới tính nam, độ tuổi khoảng từ 30 đến 40 tuổi, chiều cao 1m72, màu da ngăm đen, lông mày ngang rậm, dải tai trung bình, sống mũi thẳng, cánh mũi vừa, kiểu tóc cắt ngắn. Lúc phát hiện, tử thi mặc áo phông màu tím, có đường kẻ, đứt nét màu trắng, mang quần jean dài màu xanh, bên trong mang thêm quần vải dài màu đen và quần lót nữ màu trắng, mang giày thể thao kiểu giày đá bóng, màu xanh nõn chuối, tất màu đen, mũ màu đen có biểu tượng của hãng thời trang Nike màu bạc. Mọi thông tin liên quan đến người có đặc điểm trên đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra PC02, Công an tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ km 02, quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để phối hợp giải quyết. Điện thoại liên hệ 0233 389 0238 hoặc sổ di động 0948 808 595. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong buổi chiều ngày 21 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%. Khu vực thị trấn Quế Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 73 đến 92%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 69 đến 96%. Khu vực thị trấn Văn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.